Rồi, mời em gái ngồi ghế. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Chào hai bạn, bây giờ mình đã vào vị trí của mình rồi ha. Trước tiên là đến phần giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào bạn gái cái bên và chào mọi người. Tên là Thanh Sơn. Hôm nay em 39 tuổi, mình làm công việc là lái taxi công nghệ. Nhà mình ở đâu Sơn? Nhà em ở quận 3. Quận 3, quê ở đâu? Dạ, em ở sinh lớn ở đây luôn. À, vậy giờ đang sống với ai ở quận 3? Dạ, em sống với gia đình. Ba mẹ? Dạ. Đông anh chị em không? Dạ, gia đình em 6 anh chị em. 6 anh chị em? Dạ. Rồi có ai lấy vợ lấy chồng gì chưa? Anh chị lấy chồng với vợ rồi. Rồi hiện giờ trong nhà là còn mấy người? Dạ, còn 4 người, em với lại 3 đứa. Rồi mới mốt lấy vợ về rồi đem về làm dâu ở chung luôn hả hay là sao? Nếu mà em lấy vợ thì em mua nhà ở ngoài. Sự nào mua? Dạ em mua rồi. À, mua rồi, rồi bây giờ nhà đó ai ở? Dạ thì em hiện tại em đang qua bệnh em canh em ở. Có nghĩa là giờ có nhà riêng rồi đó. Dạ dạ đúng rồi. À, nhưng mà hiện giờ cái chính là vẫn ở nhà ba mẹ. Dạ đúng rồi. Chung cư dạ, hả hay là dự án? Chung cư. Chung cư rồi, ok, chung cư ở đâu vậy em? Ở quận 9 chị. Ok, vậy là cũng ổn định rồi, có nhà cửa rồi ha, thoải mái. Bên đây mời em giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em tên Ngân, năm nay 31 tuổi. 31 tuổi. Em đang làm kinh doanh kế toán. Nhà em cũng như nhà anh, 6 người. Em là người cuối cùng trên là gia đình. À, gia đình hiện giờ đang ở đâu? Em hiện tại ba mẹ còn ở dưới Đồng Nai, còn em và anh trai và em trai đang ở Sài Gòn. Rồi, nhưng mà quê gốc mình là ở đâu? Nguyên quê gốc là Hưng Yên. Hưng Yên. Mình gia đình vào trong Nam ở trong này lâu chưa? Em vào nay là được 20 năm. 20 năm mà vẫn nói giọng ở ngoài kia. Mai mốt về quận 9 thì nó gần Thủ Đức đó. Đúng rồi chị. Đúng rồi. Yeah. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em thì là người vui vẻ, hoạt bát. Em là hơi nóng tính. Với lại trong công việc thì em hơi khó, nhưng mà ở ngoài thì rất là friendly với mọi người. Hơi khó là sao? Lại cụ thể là em đang làm điều hành cái công việc gì? Là cái tính chất công việc của em á, kế toán, nên là em hơi cầu toàn một chút. Nói chung là có cuộc sống tự lập rồi. Yeah. Em định bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Em rất là mong tiến tới hôn nhân sớm. Để mình ổn định. Tính ra thì cũng lớn rồi. 31 tuổi hả? Em là 39 rồi. Tuổi này hai bên cũng hợp quá ha. Tuổi này tuổi lấy vợ lấy chồng hết trơn rồi đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh em thì em vui vẻ, em biết nấu ăn, yêu động vật, thích về thiên nhiên, tập thể thao. Thì điểm yếu của em là nhậu cũng hơi nhiều. Vậy hả? Dạ, có. Ủa, lâu. Làm nghề chạy tài xế mà nhậu hơi nhiều. Dạ, khi nào em nghỉ không lái xe nữa thì em ở nhà ăn nhậu ở nhà. Lái xe được mấy năm rồi? Dạ, lái xe được 7 năm rồi. 7 năm luôn rồi. Dạ. Cũng yêu công việc dữ vậy dạ. Đó hả? Em lái taxi xong rồi giờ em lái công nghệ. Chạy công nghệ là chạy xe của mình. Dạ đúng rồi. Mình muốn chạy giờ nào mình chạy. Rồi thích nhậu là nghỉ chạy đi nhậu. Rồi mai mốt có vợ phải sắp xếp lại ha. Lúc nào nghỉ nhà chơi với vợ với con chứ không phải nhà đi nhậu nha. Dạ đúng rồi. Độc thân thì nhậu được chứ mai mốt mà nhậu nữa mệt à. Dạ. Cặp đôi này thấy cũng nhìn bên ngoài là thấy cũng xứng đôi vừa lứa đó. Tình trường sao em? Dạ em cũng có quen hai người. Nhưng mà do là tụi em làm chung công việc á nên là nó cũng có nhiều bất đồng xong rồi tụi em chia tay. Mối tình nó kéo dài được bao lâu? Một năm à? Rồi mối tình trước đó? Được năm. Cũng một năm luôn. Rồi lừa quyền năm nay đợt này quen qua năm là cưới luôn nha. Còn thôi 6 tháng cưới luôn đừng tới năm. Năm nó không hên, bất quá tâm ba bận. Lý do tại sao chia tay? Tại tụi em làm chung á. Cho nên là nó dễ xảy ra những cái mâu thuẫn trong công việc rồi. Rồi cái người kia cũng làm chung luôn hả? Dạ. Hai mối quan hệ đều là trong công việc làm chung. Dạ, tại vì cũng có thể là do em mê việc quá nên em không có thời gian đi ngoài. Chủ yếu là thấy ai người ta thương mình dần dần mới thương lại. Phụ nữ mà cũng khổ, giỏi quá là cũng khổ lắm, cầu tiến trong công việc. Nhưng thôi bây giờ mình bắt đầu từ từ mình phải lo cho bản thân mình ha. Enjoy rồi hưởng thụ ha. Chậm mà nó chắc. Em trải qua mấy mối tình rồi? Trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên em là cái cô đó là người Đài Loan. Thế là vài năm cô đó đi nước ngoài. Lâu lâu cô ấy về, cô ấy mới nói là cô ấy lấy chồng ở bên đó luôn. Cô thứ hai là cô bên Đạo. Là em là không phải Đạo. Dạ đúng cô rồi. Cô đó em là Đạo. Dạ. Rồi sao? Thế là không đến với nhau, thì cũng chia tay. Sao thế không là... theo Đạo, không theo Đạo người ta luôn? Gia đình em là bên Đạo, bên Phật nên cũng rồi. Nên cũng chia tay, cái tan vỡ. Còn thứ mình thứ ba là cô đó làm việc cho bên công ty người Pháp, cũng lấy chồng bên lấy người Pháp luôn. Kỳ vậy, quen sao là... mà không chăm sóc, không yêu thương người ta hay sao mà để người ta đi hết trơn vậy? Cái anh đó là cũng là giám đốc người Pháp luôn, hai người kết hôn bên đó luôn. Vậy em có ý định đi nước ngoài nào không em? Dạ không. Công ty em có người nước ngoài không? Dạ không. Trời ơi, khổ quá, bất quá tam ba bận là lần thứ tư rồi, ráng nha. Dạ. Nên là mình cũng phải kiểm tra lại mình coi là mình thứ nhất là mình gì, mình yếu kém về cái mặt nào mà để cho người ta bỏ mình, người ta đi như vậy. Một lần, hai lần, ba lần mình phải xem lại mình. Ê, bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn người đó ở Sài Gòn. Là một người
nếu như anh cùng đạo thì rất là tốt. Em cũng theo đạo Phật. Kiện của em rất là đơn giản, em chỉ muốn một người yêu thương em. Thủy chung ngoại hình thì cũng nhìn được, mấy cái từ cũng được thì chứ nó khó lắm. Thà cao nhiêu, mập nhiêu, dài nhiêu gì đó chứ nó cũng được, nó khó. Dạ, chỉ cần cao hơn em một chút. Cao hơn em một chút. Rồi, cảm ơn em, được. Đừng hút thuốc lá. Nãy nói đi nhậu mà có hút thuốc không? Dạ, nhậu em hút, chỉ có uống cà phê buổi sáng thì mà làm một điếu. Không, thật ra một người sáng một điếu để tỉnh táo thì thôi cũng được, cũng chấp nhận được, mình né né lúc đó ra đi. Nhiều khi mai mốt rồi lại quen cái cảm giác đó nữa. Vậy thôi hả, ngoại hình đơn giản vậy thôi hả? Em cũng nghĩ là khi mà gặp nhau á, cảm tình đầu tiên nó quan trọng lắm. Gặp một người mình cảm thấy mến, rồi mình thương thì có khi là người ta xấu hay đẹp cũng mình sẽ gác sang một bên. Không có gác sang bên đâu em, chị phải đẹp trước tiên em. Trời ơi, chứ bây giờ không đẹp sao mà tiến tới được. Phải đẹp cái đã chứ, nhìn phải bắt con mắt cái đồ rồi mới yêu, rồi mới tìm hiểu, rồi mới biết người ta tốt hay xấu chứ. Bây giờ mình vô mình nhìn mình không hợp nhãn rồi làm sao mình biết người ta tốt hay xấu? Dù người ta có tốt mình đâu có cơ hội cho người ta đâu, không? Cho nên tôi thẳng thắn lắm, phải đẹp. Dạ. Mẫu người của em sao? Mẫu người của em thì tính là chung thủy, thì em thích con gái em cũng chung thủy, không cần nấu ăn ngon lắm, tại vì em cũng em biết nấu ăn rồi. Thứ hai là yêu trẻ con, thứ ba là thích thể thao như em được. Cô này chắc không có thể thao đâu, cô đi làm suốt à, phải không? Ok hết, chị nói hôm nay là cặp đôi này là xứng đôi, với cặp mắt của chị là ok. Đây là một cô gái rất bản lĩnh, giỏi, sự nghiệp ổn định. Người ta cần một người đàn ông mạnh mẽ và yêu thương người ta hết lòng. Đối với một người phụ nữ mà càng thành công thì người đàn ông bên cạnh phải là một người đàn ông tự tin thì mới được. Được. Còn có tiêu chí gì về ngoại hình không? Kể về tường cũng đỡ. Trời ơi, về cỡ chị rồi sao được em? Cỡ chị kho lâm. Ế thiên thu luôn em ơi. Thôi được rồi, chị nghĩ là cặp đôi này với cảm nhận của chị là được. Nhưng mà ăn thua là hai bạn thôi. Bây giờ mình cho nhau mấy tấm hình nữa nhìn xem cái coi nè. Trời đất ơi, dạ. Hình này là từ thời năm nào tới giờ vậy? Trước đây em làm kho nên nó ốm vậy. Bao nhiêu năm? Dạ, có 4 năm à. Hình này 4 năm chứ không có cái hình nào gần đây hết trơn hả? Dạ, không. Chắc đâu em chị chụp một cái liền chị đưa qua nha. Trời ơi, đó. Hình 4 năm trước nha, ráng kiếm ảnh đi. Rồi, hình này chụp bao lâu rồi em? 25 tháng 12 năm ngoái. Mới năm ngoái thôi, đó, ba cô gái đây em chọn cô đi. Em nghĩ chắc là gầy, chắc là anh này rồi. Vậy hả? Nhưng mà nói chuyện thì chắc giống giọng người này. Gì kỳ vậy, thôi chọn anh thôi ha. Cái này đẹp trai nè. Vậy là anh này xấu trai phải không? Hai ông này xấu, ông này đẹp phải không? Ông này đẹp hơn nè, nhưng mà em nghĩ là nếu như gầy chắc cũng nảy quá. Dạ, dạ, trời ơi, ai dứt khoát một anh thôi. Mấy anh kia để tôi. Tham quá. Em nghĩ là người này. Dạ, người này phải không? Dạ. Chính xác nha, rồi giữ nó đi. Cô em nào? Nghĩ cô này. Tại sao lại chọn cô đó? Em thấy cảm giác thấy thích. Thích thích hả? Rồi thích thì được thôi. Mời hai bạn nhìn qua cánh cửa trái tim để xem sự chọn lựa của mình đúng hay sai. Thì em chọn đúng đúng không? Đúng với con khỉ. Trời ơi, đã nhìn tấm hình nhìn ở ngoài vậy mà còn la chọn đúng nữa. Sao mà không giống giống hình như này, không thấy ai giống trơn. Cái anh đầu tiên á, em chỉ mới đúng. Chị chắc cũng chụp lúc 16 tuổi nên nhiều lắm nhận. 4 năm trước chứ nhiều. Trời ơi, nãy chỉ đúng rồi, chết rồi. Cổ nói anh này mới đẹp trai nè, còn anh này xấu. Xong phim. Rồi người ta chọn đúng em rồi đó. Dạ, chào anh. Rồi. Anh có món quà anh gửi tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Đây, em rất là thích đọc sách. Hôm nay em tặng anh. Quà thứ hai là anh thức chọn đêm nay để mà anh vẽ. Tại vì anh cũng thích hội họa. Anh vẽ được hả? Anh tặng em cái quà thứ hai. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Đẹp quá ha. Thấy chị thấy có thơ trong phải không? Anh nghèo không có mô tô, chỉ có xe đạp thô sơ nhất làng. Nếu em cảm thấy sẵn sàng trèo lên xe đạp, anh thù chơi. À, thả thính cũng dễ thương quá. Anh làm thơ dễ thương à. Em rất là thích những cái liên quan nghệ thuật, nhưng mà em thì lại không có khéo đâu với anh. Nấu ăn em không biết nấu. Vậy à, anh biết nấu ăn. Anh thường nấu đại món gia đình. Cô này là như dành hết thanh xuân cho làm việc hay gì á. Dạ. Bây giờ phải lo bếp núc nội trợ đi, sanh con đẻ cái. Dạ, em cũng học mà cố gắng nấu, mọi người cũng đang cố gắng ăn thử. Rồi, ok, được rồi. À, khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Em thấy bạn gái như là xinh, và em cũng mong được tìm hiểu bạn. Còn em? Em thấy anh trưởng trạc, có khiếu nghệ thuật, chuyện dễ thương. Thấy có rung động, có tim có đập nhanh nào chút nào chưa? Dạ, cũng run. Còn em?
Em rung từ đầu. Rung từ đầu luôn. Em rung thì chưa hoài ngò chứ. Thì em rung đó đâu phải em rung vì cô này. Ý là khi mà nhìn thấy cô này thì nó có cái gì nó cảm xúc có khác trong người hay không? Dạ. Chứ em rung mà kia nhiều khi em nhìn chị em sợ quá em rung làm sao? Dạ. Em... Khi mà nhìn bạn gái này nè, em có cảm thấy trong người mình nó có cái gì nó sao xuyến bần thần gì chưa? Dạ, à, cũng chút xíu à. Có chút xíu phải không? Dạ. Khi nào để em cọ sát mới được? Khi nào để em cọ sát mới được? Khi nào để em cọ sát mới được? Trời cọ gì sát? Cọ sát là sao? Thì chạm chạm mới tới được. Rồi vậy em có chạm hay không? Chuyện của em chị không biết nha. Bây giờ chị sẽ cho em cơ hội 5 phút để cọ sát. Yeah. Để hai bạn có thời gian để tự cọ sát với nhau. 5 phút sau chị quay lại. Thời gian không có chờ đợi ai. Và thời gian chỉ có 5 phút thôi nha. Phải trân quý từng giây một. Cảm ơn. Mời hai bạn cùng ăn bánh, uống nước và trò chuyện với nhau. Anh có hay đi đâu xuống khu Thủ Đức không? Anh quận 9 thì anh cũng từ lúc mà anh biết thì anh cũng thường đi chơi dưới đó của anh biết hơi nhiều. Nhưng anh đi chạy xe vậy tối mình cũng chạy luôn hả? Không, anh chạy buổi sáng thôi. Khoảng 6 giờ anh về. Anh làm kế toán hả? Dạ. Anh thích những người làm kế toán. Thế ví dụ mà thời gian sau này em mình tìm hiểu thì em rảnh chậm buổi tối hả? Hay là dạ. Buổi em chỉ có chủ nhật hoặc là buổi tối thôi. Bình thường thì em bên em làm full tuần. Trong công việc thì em nói chuyện rất tốt, nhưng mà nói chuyện mà gặp người lạ thì em hơi ngại. Anh có thể bắt chuyện được không? Có bao giờ em đi em thích nuôi chó không? Có. Em thích đi được đâu không? Em một năm là em thường em đi ra nước ngoài một lần. Còn là nếu như mà ở trong nước thì em kêu đợi khi nào có gia đình thì em sẽ đi cùng với chồng. Tại em thấy anh có kỷ niệm là có quen bạn gái người ta đi lấy chồng mất em vậy. Với cái duyên nó chưa tới. Cho nên anh nghĩ là hai bác lớn tuổi chưa? À, ba mẹ anh thì 67. Ba mẹ em cũng 65, 67. Tết em về nhà là... Em về nhà nhiều lắm. Tại em ở Đồng Nai, ba mẹ ở Đồng Nai em về nhiều lắm. Thường là khoảng tháng, 2 tháng về lần. Em đi bằng đi mình hay là đi với bạn? Em nhiều khi thì đi, có hôm thì đi xe máy. Cũng có khi đi xe đò, không thì nhà em cũng có xe mấy em tổ chức. Em định khi nào tiến tới hôn nhân? Thật ra thì em nghĩ là nếu như mà gặp ai em yêu thương thì em sẽ muốn tiến tới hôn nhân sớm. Anh có thích trẻ con không? Em rất thích. Em thích trẻ con lắm. Rất thích trẻ con. Em thích sinh mấy đứa? Sợ là không có sức nuôi thôi. Thích thì muốn sinh như 3-4 đứa. Nhưng mà em nghĩ giờ ví dụ như là người ta kêu là hai đứa là tốt nhất, nhưng mà nếu như có 3 đứa thì anh em nó vui hơn. Em thấy anh thế nào? Anh đang dễ thương. Còn nói chuyện thì nghe chân thành. Em nghĩ là hai người không đến được với nhau hay đến được với nhau đó là cái duyên mà. Dạ. Anh chào chị. Sao? Vụ gì? Sống ăn gì cho vậy trời? Ngại không ăn được luôn. Có 5 phút có cọ sát gì được chưa? Dạ, nó dướng rồi. Dướng rồi? Dướng cho tim rồi. Dướng cho tim rồi. Phải vượt qua chứ, ngày giật chứ em, thời gian đâu có chờ đợi ai đâu. Đúng không? Không phải là chị em cho em cơ hội, tại em không biết nắm bắt nha. Nhưng mà nãy có nghe hỏi muốn chừng nào kết hôn rồi phải không? Nãy giờ chị ra ngoài, chị thấy ở ngoài đông lắm, đang nhốn nháo bàn tán về cặp đôi này dữ lắm luôn. Bây giờ chị sẽ mời người thân của hai bên vô để coi người ta có ý kiến như thế nào về cái cuộc họ hàng ngày hôm nay nha. Rồi mời họ nhà trai, họ nhà gái, mời chúng ta tiến vào bên trong để buổi lễ thành hôn chúng tôi xin được phép bắt đầu. Trời ơi, họ nhà gái đông dữ. Ha, họ nhà gái đông quá, để họ nhà trai nói trước. Chào em. Okay. Em tự giới thiệu về mình trước đi ạ. Dạ, em là em của anh Sơn. Em ruột. Dạ, em ruột. Em thứ mấy? Dạ, em là thứ tư. Em thứ tư. Hôm nay nãy giờ đến đây là thấy cái câu chuyện của hai anh chị này thì em có cái suy nghĩ, có cảm nhận như thế nào? Dạ, em thấy chị thì dễ thương, cũng thật lòng. Tuy nhiên là anh của em rất là nóng tính, cho nên hy vọng là chị có thể điều tiết. Nóng tính nãy giờ có thấy nóng tính gì đâu. Nếu mà sống chung là anh nóng tính lắm. Ồ vậy hả? Hy vọng là chị với anh có thể hòa hợp với nhau được. Em nhận xét như thế nào về chị gái này? Chị dễ thương, cũng hiền. Thì chung là em chưa tiếp xúc nhiều nên cũng không biết, cũng không có dám xác định rõ. Rồi, em có mong muốn hôm nay hai anh chị bấm nút hẹn hò với nhau hay không? Em hy vọng là mọi người, hai người sẽ tới với nhau. Bởi vì trong hôn nhân thì lúc nào cũng có tranh cãi với nhau. Mình thông cảm cho nhau, bỏ qua cho nhau thì có thể sống chung với nhau được. Cho chị hỏi thăm chút xíu về gia đình em. Tại nãy ảnh cũng không chia sẻ nhiều về ba mẹ. Dạ. Ba mẹ ở nhà như thế nào? Ba mẹ em hiền lắm mà. Nhưng mà mọi người thì, hai ông bà thì sống cuộc sống riêng với nhau.
không có xuống gần với nhau nhiều á chị. Dạ, dạ, ở riêng. Ở ba mẹ không ở chung nhà, ở riêng. Ok. Rồi, xin chào họ nhà gái. Đây là Giàng Bưng Quả phải không? Rồi, ai lại gì giới thiệu? Chào chị Cát Tường, chào anh Sơn, chào chị. Mình là anh trai của Ngân. À, anh ruột. Dạ, anh ruột, anh trai. Có gia đình chưa? Dạ, mình có gia đình rồi chị Cát Tường. Lời đầu tiên thì cảm ơn chị Tường, cảm ơn chương trình đã tổ chức cho anh Sơn và Ngân có cái cơ hội để gặp nhau ở đây. Thì như lúc đầu Ngân có chia sẻ thì thật ra thì ở đây mình cũng muốn nói thêm một chút xíu. Ngân có tổ chức một cái công ty là dịch vụ kế toán. Ngân là đứng vai trò là giám đốc của công ty nên là thật ra nó rất là nhiều việc. Giống như Ngân chia sẻ là không có nhiều thời gian để cho bạn trai hay là cho gia đình nhiều. Về nấu ăn thì mình thấy em của mình thì cũng biết nấu ăn giống như anh Sơn. Ngoài ra thì mình thấy điểm mạnh nhất của em mình là một người tốt tính. Em mình có thể là hơi chu toàn, cầu toàn một chút nhưng mà rất là tốt tính. Mình nghĩ là ngày hôm nay đây có các bạn đây là làm chung với bên công ty mình và cũng có một số bạn khác nữa. Cũng mong là hai đứa có thể cho nhau một cơ hội nào đó để gặp nhau. Và mình ở đây thì mình thấy anh Sơn cũng rất là cũng tuổi giống như mình thì mình nghĩ là hai người sẽ phù hợp với nhau. À, hai bạn cùng tuổi với nhau đó hả? Dạ, em nhỏ hơn anh Sơn nữa. À, rồi mấy bạn gái có cô nào phát biểu, có cô nào bị ăn hiếp đồ này kia chưa? Nãy cô nói cô nóng tính đó trong công việc, ai làm chung công việc với cổ? Dạ, đây làm chung hết. Làm chung hết luôn hả? Bình thường cổ có khó lắm không? Dạ, cũng không khó lắm. Không khó lắm. À, đúng rồi, tôi đoán đúng y chang mà. Một cái người tham công thiết việc, cả nhà nói một câu đồng thanh gì cho ủng hộ bà Ngân coi nè, trước khi mình đi về chỗ để cho đàn ta tiếp tục cái cuộc hôn nhân nè. Đầu tiên nhất mình phải mạnh mẽ lên ấy, như trong cái công việc mà em đã làm. Ở đây anh hay là em trai hay là các bạn ở đây cũng đều mày em trai luôn hả? Dạ. Em ruột á hả? Dạ. Trời ơi. Mọi người đều ủng hộ em, phải mạnh mẽ lên. Trong cái tình cảm mình cũng phải mạnh mẽ, tuy nhiên đấy là mình phải dành thời gian hơn cho nó một chút xíu để trau chuốt hơn, để vun vén hơn. Đấy, Ngân thì thật ra khi mà làm cái vị trí này thì thật ra Ngân mai mốt sẽ quan hệ rất là nhiều. Tức là phải gặp những cái đối tác hay là gặp những cái bạn và thậm chí có những người họ theo đuổi là mình cũng biết nhưng mà gia đình thì không đồng ý. Đấy, thì cái này mình cũng chia sẻ rất là thật. Rồi cho một câu cuối đi, một câu slogan dành cho Ngân đi nào, bàn bạc với nhau đi. Một hai ba, quyết tâm lấy chồng. Yeah, rồi quyết tâm lấy chồng. Rồi cảm ơn hai bên nhà trai nhà gái nha, cảm ơn các bạn. Sau khi mình lắng nghe ý kiến của người thân ha, thì hai bạn có suy nghĩ gì không? Mình còn muốn trao đổi gì với nhau nữa không? Em cũng rất là lo lắng, tại trước đây á, công việc của em tiếp xúc với quá nhiều nam. Khách của em là 100% là nam. Nhưng mà họ đều có gia đình rồi. Như chuyện là mình nói chuyện điện thoại hoặc thậm chí là họ có việc gấp và nhờ có thể sau giờ làm việc nữa. Thì anh có ngại không? Không, anh không ngại. Vì đó là công việc thì thấy là điều rất bình thường. Anh cũng lái xe thì anh cũng gặp nam nữ thì nhiều, thì anh cũng thấy đó là công việc mình, thì sau công việc thì mình dành gia đình hơn chứ mình đừng có theo cái việc đó. Nếu như một hôm nào đó đang chạy xe không có khách, đang chạy xe một mình trên đường, em nhìn vô bất chợt em thấy bạn gái của mình đang ngồi với một người đàn ông nào đó trong một cái quán đang còn trò chuyện, thì lúc đó em phản ứng như thế nào? Chắc em sẽ vào kế bên quán để em nghe. Gì là rình rập á hả? Chào kế bên thôi hả? À rồi sao nữa? Em nghe việc thế nào? Nghe sao được? Quán người ta, chỗ người ta ngồi, bạn vô như thế nào bạn nghe được? Thì em sẽ em đứng ngoài quan sát. Tại vì em không có khách thì em có thể em quan sát. Nhưng mà quan sát là cho cô ấy thấy hay là không cho cô ấy thấy? Không cho cô ấy thấy. Gọi là rình rập. Dạ. Thì cho em thử coi cái biểu hiện hai người như thế nào. Dạ. Trên mức thân mật thì có thể là em thể hỏi nào, thí dụ bây giờ trên mức thân mật đi, ví dụ như chàng trai đó có ví dụ như là một cái vỗ vai hay là một cái nắm tay hay cái ví dụ như cái gì đó rớt cái lá cây rớt trên má cổ thì chàng trai đó phủi ra hay vén tóc cổ lên, thí dụ vậy đi. Và lúc đó em làm cái gì? Lúc đó là em chạy vào. Em vào. Rồi em vào em nói gì? Em vào em làm cái gì? Em nói là đây là bạn gái của tôi. Ủa kỳ vậy? Bà không giới thiệu không gì, không chưa hỏi đầu đuôi gì cho luôn vậy hả? Thì bạn gái thì mình được quyền phải giới thiệu. Vậy là ai giới thiệu đây là bạn gái của tôi. Dạ. Rồi sao nữa? Thì mình không cho phép cái bạn kia làm những hành động đó nữa. Hết rồi. Rồi bây giờ chị hỏi ngược lại em nè. Cũng tình huống y chang như vậy. Thật ra thì cái tình huống như vậy đối với em nó hiếm lắm. Tại trong công việc em thẳng thắn, rõ ràng. Khách của em người ta cũng sẽ mình phải tự mình để cho nó không có chảy ra trường hợp như vậy. Ví dụ như mình ngồi đối diện
Hoặc là nếu như ngồi kế bên thì là nhìn giấy tờ này. Với lại em trong công việc em nghiêm lắm, khách không dám đâu chị. Không có dám. Nhưng mà giờ gặp trường hợp như Châu không có, em cũng đang ngồi hẹn một người bạn cũ hay là một cái đồng nghiệp hay là gì đó, không có công việc, không có giấy tờ trên bàn, nhưng mà cũng nghiêm túc, không có gì hết, chỉ là ngồi nói chuyện hay trò chuyện hay là đang nói có thể chuyện làm ăn, chuyện trên trời dưới đất, bạn bè thôi, một bạn khác giới. Nhưng mà ông này ông cũng rình rập, một hồi ông nghe không được, ông tức quá ông cũng vô, rồi ông xăm xăm vô ông cũng giới thiệu với người ta đây là bạn gái của tôi, thì lúc đó em sẽ phản ứng như thế nào? Thì trường hợp em thấy người yêu em không thể nào mà tự nhiên bay vào như chim được, mà anh phải đi vào rồi thì em thấy anh em sẽ đón luôn để tránh trường hợp anh bị quê như vậy. Em sẽ chủ động em giới thiệu anh đi đến, anh cũng uống nước ở đây rồi em mời anh uống nước luôn, rồi đây là khách hàng của em và đây là người yêu của em hoặc đây là chồng của em, để cho một đó là anh chồng cũng không bị mất mặt và ông khách cũng không bị quê, còn em thì không bị rất quê ạ. Xử lý gì được không em? Dạ tốt. Hay quá. Rồi ngược lại thì cái cách ghen của em nó như thế nào? Ghen thì ai cũng ghen rồi. Em đó. Thì em có một tật xấu là đúng là em rất là ghen đó. Em ghen lắm. Anh chồng này có vẻ cũng ok lắm đó nha, cũng bảnh bao lắm đó. Mà lái xe nữ thì bây giờ em biết không, xe này đâu phải là xe mà sẽ đâu phải xe taxi, xe công nghệ thì khi nó cũng không có cái biển báo nào gọi là xe taxi hết trơn á, đúng không? Rồi hàng ngày nhiều khi chở mấy khách mà sang trọng đẹp gái đi chơi ban đêm đồ ha, ra về thì nhiều khi bạn bè em thấy, rồi cái bạn bè em gọi mét cho em hoặc là chụp hình gửi em nè, ông mới chở cô nào đó đi tới đó tới kia. Tại nhiều khi có những khách ngồi trước luôn nha, chị là đi taxi chị ngồi trước không à, tại vì chị ngồi sau chị bị mệt thì người ta tưởng đâu là bạn chị, đúng không? Ví dụ vậy đó. Rồi ai chụp hình gửi em thì lúc đó em xử lý như thế nào? Em nghĩ là ai cũng có cái nghề của mình, nhưng mà khi mà làm cái nghề tài xế em thấy cái rủi ro nó cao á. Không phải nói cái chuyện như chị nói là ghen đi, mà em thấy cái rủi ro ngoài đường nó nhiều á. Thì nếu như được á, thì khi mà hai người mà tiến đến hôn nhân được chẳng hạn, thì mình có thể chuyển đổi nghề nghiệp để cho nó nhẹ nhàng hơn mà vẫn đảm bảo được cái mức thu nhập. Còn là cái chuyện mà lỡ mà anh vẫn làm công nghệ mà giả dụ như có thấy cái trường hợp đó thì em nghĩ là trong công việc phải chấp nhận. Còn nếu như mà người chồng mà người ta lăng nhăng mà mình vợ mà mình không phát hiện ra thì em nghĩ đó là lỗi của mình. Còn đến giờ cứ đẻ cho ông một hai đứa thì đó ông bận rồi ông làm gì chơi. Ông đi ông gì ông đi ông gì anh tự tin có thiếu gì người đi mà không gì à. Cái nguyện vọng của cổ chị thấy cũng hợp lý, ví dụ muốn em chuyển đổi một ngành nghề khác thì em có nghĩ ra mình sẽ làm gì khác? Dạ em thì thích kinh doanh cà phê. Nếu mà em không còn chạy nữa thì em chuyển quán làm ông chủ cà phê. Được không em? Làm ông chủ quán cà phê được không? Em cũng thích. Trời ơi, phụ nữ tới cũng nhiều lắm đó em. Dạ không sao. Thôi, thật ra đó là một cái tương lai phía trước, nhưng mà mình cũng định hướng. Nãy giờ cái câu chuyện chị nói, mặc dù là nó vui, nó là giả định, nhưng thật sự là để mình hiểu nhau được rất là nhiều trong cái tính cách và cái cách xử lý. Thì thường thấy hai bạn đều rất là văn minh và có những cái suy nghĩ cũng rất là tích cực ha. Đôi lúc trong cuộc sống có những cái oan thị màu đó quý vị, nhiều khi mình nhìn thấy vậy không phải vậy. Cái mặt cắt cuộc sống có thể mình đứng phía trước mình nhìn thì mình thấy cái cảnh như vậy đó, nhưng mà nếu mình đứng đằng sau mình nhìn nhiều khi nó lại là một cái khác, đúng không? Cho nên đừng vội vàng, có rình rập thì cũng bớt, đừng có, nhiều khi mình thấy vậy chứ không phải vậy đâu ha. Cho nên bình tĩnh đi, nhiều khi người ta đưa tay tính tát cổ đó mà em tưởng người ta vuốt tóc, đúng không? Chứ không phải đâu. Trong cuộc sống mình phải có cái niềm tin, tình yêu trước tiên là phải tin. Khi mất niềm tin rồi là cái ghen tuông nó sẽ làm cho mình rất là mù quáng, mà ghen tuông nó rất là mệt mỏi. Ghen nhưng mà phải thêm thi vị cho tình yêu thì rất là ok. Có một cái món quà tinh thần gì tặng cho cổ, hãy hát tặng cổ một bài coi. Thường thường tôi để ý mấy người mặc đẹp đẹp là hay hát hay lắm. Tặng cho bạn nhà gái với lại Cát Tường nghe bài là nhớ người yêu. Biết giờ này em có nhớ đến anh, có nghe tình yêu nước chảy trong lòng, đến từng thời gian đêm bóng hình mà mình yêu mến. Ôi nhớ gì hỡi nhớ người yêu, em ơi lòng anh thì rất chân thành, chớ đừng phụ lòng anh nhé, hãy làm bạn gái anh đi. Trời ơi, sao tự nhiên đang hát tới câu đó nói luôn vậy? Thôi được rồi, chốt lại câu đó là cũng được rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm hãy ấn mạnh vào nút bấm nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau. Nếu không đồng ý chúng ta có thể lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Rất đồng điệu quý vị ạ. Không ai trước và không ai sau cả. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Đẹp quá, mình phải hôn nhau đúng không hai họ?
Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em mới quen yêu ngại quá. Em mới quen yêu ngại quá. Trời ơi, đã coi chương trình này chưa? Trời ơi. Rồi thì trước mắt thì chị sẽ có 5 phút giới thiệu về bản thân của mình, họ tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, sức mạnh, niềm tin của mình. Thì chị cứ chủ động chia sẻ ha, có những cái gì nữa thì em sẽ hỏi chị thêm ha. Dạ, rồi em mời chị. Chị sinh năm 84. Nguyên quán thì là ở Huế. Em chị. Là Lê Hoàng Mai. Năm 84, nguyên quán thì là ở Huế, còn sinh ra lớn lên ở Hà Nội và định cư ở Sài Gòn. Điểm mạnh thì có lẽ là cũng chăm chỉ chịu khó, kiểu làm việc nhà, phấn đấu với sự nghiệp. Nghĩa là ngày trước thì chỉ có làm ngân hàng, chăm chỉ vô Sài Gòn để làm được. Bên tài chính, công ty tài chính Úc. Rồi bây giờ thì chị làm cho chị đi dạy ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Thì bởi vì là nhiều lúc trong một quá trình đi làm ngân hàng với lại công ty tài chính thì thấy nó rất là đau đầu, vì thấy nó không phù hợp với mình, nên là chị cũng muốn tìm công việc mà mình sẽ giúp ích cho xã hội nhiều hơn. Và chị thấy rằng khi bước chân vào giảng đường, hướng dẫn các bạn quản lý học và có những phương pháp nó thực tế thì chị thấy nó có ý nghĩa hơn. Cảm giác là mỗi khi đi làm là thấy muốn bước chân đến trường hơn là ngày xưa, là nhiều lúc đi làm cảm thấy rất là mệt mỏi. Điểm yếu thì nhiều lúc chị không phải đứa khéo ăn khéo nói, kiểu như là tại vì là chị có kiểu học hành với cả lo lắng cho sự nghiệp ấy, nên nhiều lúc chị thấy cái cách cư xử mà kiểu làm sao nói làm sao ta nghĩa là khéo cho kiểu nữ thì chị thấy ở đấy là cái điểm mà mình chưa được khéo. Nhiều lúc mình vẫn có chút hơi bồng bột đó. Chị thấy đó là những cái lúc những cái điểm mà chị nghĩ là chị cần về cái độ bồng bột. Và như thế nào chị có thể nói rõ hơn cho em biết không? Ví dụ như là nó để lại cái hậu quả không? Chẳng hạn như là có những lúc biết là chẳng hạn nên nói ra cái câu đó với những người là mình phiền lòng chẳng hạn, thì đấy mình có thể nén cơn giận lại một chút mình để từ họ nói. Nhưng mà kiểu có khi là chị nói bột ra luôn, chị thấy là có phản ứng và nó không có hay lắm, nên là về tình trường của chị thì như thế nào rồi? Chị có mấy mối tình hay là chị có đã kết hôn chưa? Chị chưa từng kết hôn. Nói thật ra thì chị cũng không có một cái mối tình nào cụ thể luôn. Bởi vì chẳng hạn như hồi đi học đại học thì có bạn kiểu thích hơn tình bạn dưới tình yêu. Rồi kiểu như cũng có những cái mối tình mà cảm thấy là cũng thích hơn tình bạn dưới tình yêu, nhưng mà thực tế thì chị chưa thực sự yêu ai cả. Lý do là bởi vì nhiều lúc chưa thấy hạnh phúc với cái công việc mà chị đang có, và với cả nữ thực tế ở Hà Nội á, nó không phải cái môi trường để chị phát triển, nên là lúc đấy chị cảm thấy chưa sẵn sàng. Mặc dù là mẹ chị là nhà giáo và mẹ chị đã mang hai mẹ con một anh để giới thiệu, nhưng mà chị đã từ chối. Lý do vì sao chị đã bị từ chối? Chị thấy anh cũng rất là hiền lành và nhiều lúc không phải vì kiểu nhiều lúc hiền quá mà hiền lành là mà không phải chịu được mẹ. Nghĩa là giống như là kiểu nghe lời mẹ quá thì chị thấy có rất nhiều trường hợp là gia đình giới thiệu xong cũng không hiểu đến đâu cả, vì nó không phải là xây dựng trên tình yêu.
Thì đó cũng là cái đó cũng là mai thôi. Mà ví dụ như sao chị tham gia chương trình, tại vì ví dụ như ý chị là chị sẽ tìm hiểu này kia, còn vẽ cũng là mai mà. Ừ, nhưng mà ý là tại vì chị thấy chương trình có nhiều ứng viên hơn mà có thể nó sẽ phù hợp với chị hơn. Tại vì chị thấy chẳng hạn như bạn chị, bạn cấp ba của chị thì cũng có một người cũng được làm mai nhưng mà cũng chia tay và làm mẹ đơn thân. Thì ý chị là kiểu chị thấy chương trình thì có nhiều đối tượng, nếu như mà phù hợp thì sẽ đi đến với nhau, còn nếu không phù hợp thì vẫn chỉ làm bạn, hoặc là các cô gái cũng không bấm chuông. Nên đó thì hiện tại đang ở đâu chị mà? Chị đang ở bên New City, Thủ Thiêm, ở quận 2. Rồi thì sau cái mối tình mà mẹ chị làm mai ấy, nhiều cái cuộc mà mẹ chị làm mai như vậy, chị có tìm hiểu ai không, hay là chị có quen ai nữa không? Sau đấy thì chị cũng không tìm hiểu, tại vì chị kiểu như chị thấy bạn chị bỏ chồng ấy, rồi hai chị họ trên thì cũng bị bỏ chồng á. Thực ra thì lúc đó kiểu họ cũng bị đồng nghiệp nữ trong công ty dụ dỗ các thứ này nọ, thì chị cũng chán, nên lúc đấy kiểu chị lao vào học tiếng Anh và chị đi dạy tiếng Anh, rồi chị tìm cách để thoát khỏi Hà Nội. Ừ, vậy là chị không quen ai hết luôn. Nghĩa là đúng không nhỉ? Vậy là từ xưa bây giờ là chị chưa nắm tay ai, chị yêu hôn ai luôn. Thực ra thì cũng có, thì chị cũng nói là kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, nhưng mà chị cảm thấy chị, là cái đó là ở trong Sài Gòn hay là ở ngoài Hà Nội? Ở ngoài Hà Nội á. Là chị cũng tìm hiểu. Ừ. Là mấy mối rồi. Vậy mình cụ thể giúp em là mình đã tìm hiểu mấy mối như thế đó. Nó cũng không phải là tìm hiểu đâu, nhiều lúc kiểu như nó gọi là crush ấy. Nghĩa là kiểu như là chị có cảm tình với người ta đúng không? Nghĩa là kiểu như vậy, nhưng mà sau một cuộc chị thấy nhiều người ta bảo chị là khó tính. Ở nhà chị cũng bảo chị là được khó tính. Chị cảm thấy chị khó tính không? Nghĩa là có. Khó tính ở mảng nào, mặt nào, như thế nào, cái gì cũng khó hay sao? Chẳng hạn như là đi chọn trái cây nha. Thì cái bà bán hàng trái cây, bà nói chị là khó tính với mẹ mày, vì là mẹ chỉ có thể lựa cái trái nào cho xong thôi. Chị sẽ là trái nào chị thấy ngon chị mới lựa. Nghĩa là người ta giới thiệu mấy anh đến, chẳng hạn chị thấy là mấy anh ấy người thì rất là khôn, thấy khéo quá, người thì đúng quá, người thì hiền quá, kiểu vậy á. Nên là em thấy là một, không biết sao nha, nhưng ở ví dụ một người nói mình, một hai người nói thì thôi, nhưng mà nhiều người nói quá thì mình sẽ coi lại mình ha. Đó, rất là khó tính nè. Nhưng mà những cái mẫu người như vậy chị đến tìm hiểu chị mà chị không chịu, thì mẫu người của chị như thế nào thì chị nghĩ là sẽ phù hợp với chị? Chi tiết giúp em về ngoại hình, về tính cách thì ok. Ví dụ như tụi em cũng sẽ biết được là khi mà tụi em cũng có những cái câu hỏi, những cái trách nhiệm đi chẳng hạn, thì cũng phải biết về tính cách của anh đó như thế nào. Nhưng mà ví dụ như với chị đi thì cái người đó như thế nào thì sẽ phù hợp với chị? Chị nghĩ là kiểu nhiều lúc hai đứa nói chuyện giống như là bạn trước ấy, nghĩa là kiểu xây dựng một quan hệ giống như tình bạn. Ủa chứ không nè, tại vì nó chị đang, em không biết, nhưng mà nó đang bị lấp lửng á, tại vì người ta làm ai chị thì cũng phải làm bạn trước mà. Ý chị là, nhưng mà bởi vì là người ta dùng cưới luôn ấy, là kiểu cái bà mẹ đó nên là làm cho chị cảm thấy kiểu nó hơi bị chơi rối. Vậy là người ta kiểu của người ta làm hai nó mới phải cưới thì nên chị mới chạy đúng không? Còn như tụi em là có
có thời gian tìm hiểu cho chị nên chị cứ thoải mái tìm hiểu ha. Rồi cái chị rồi mình nói về mẫu người của chị giúp em đi, về ngoại hình, về tính cách, về công việc, về quê quán, về độ tuổi. Chị nghĩ là nếu mà là người Sài Gòn thì tốt, hoặc là sinh ra lớn lên ở Sài Gòn thì cũng hay. Đấy, chị muốn là kiểu sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Ví dụ và người ta không phải lớn lên ở Sài Gòn, có thể là người ta trong quê, người ta ở đâu mà ta sống ở Sài Gòn được không? Quê hoặc quán không quan trọng, nhưng mà ta sống tại Sài Gòn. Ê, nhưng mà chị đó. Không, nhưng mà nhưng mà nói chung cũng sẽ tùy từng người, có những người mà ở miền Trung bây giờ Thanh Hóa được hay không thôi, chứ bây giờ mà chị cứ cũng được thì sao mà em biết là nên chọn cái gì cho chị? Ý chị là như em nói, nghĩa là hoặc là sống và làm việc ở Sài Gòn là được, nhưng mà đừng quê miền Trung với cả Thanh Hóa. Tránh quê miền Trung với Thanh Hóa. Rồi ok chị, rồi tiếp tục. Về ngoại hình của người ta như thế nào, độ tuổi làm sao? Ngoại hình thì chị nghĩ là kiểu trông cũng hiền, trông ưa nhìn là được. Nghĩa là ưa nhìn của chị nó khác ưa nhìn của em nè, nên mình miêu tả là chị là đập cao bao nhiêu, nghĩa là kiểu không cao. Chị nghĩ kiểu như chị thì cũng thấp thôi, chỉ có 1m51-52 thì người đó chỉ cần 1m60-65 trở lên là được. Ok rồi. Có nghĩa là họ vẫn có sự nghiệp ổn định, trình độ thì chị nghĩ là trên đại học, nghĩa là đại học trở lên, chứ không nghĩa là trình độ thì đại học trở lên. Còn có sự nghiệp là tuổi chị là mong muốn là anh đó sẽ làm công việc gì, mình cụ thể giúp em luôn. Ở đây có hai chị em mình, không có gì phải ngại. Nếu mà sự nghiệp thì chị nghĩ là thực ra làm công việc gì cũng được, nhưng mà nó sẽ nghĩa là người ta cảm thấy là người ta muốn theo cái sự nghiệp đó, phát triển sự nghiệp đó. Nó có thể là họ kinh doanh đó là bao nhiêu tiền, chị nghĩ là thu nhập thì trên 15 là được. Chị hiện tại là thu nhập bao nhiêu, trên 15 à? Thu nhập của chị hiện tại trên 10. Chị Mai ơi, mình ơi, chị chị mở camera đi chị. Rồi ok. Rồi những cái anh nào mà thuộc ngành nghề nào mà chị thích nhất? Bác sĩ, kỹ sư cái gì đó. Chị thích những cái anh làm trong lĩnh vực nào để tụi em biết định hình. Rồi mẫu hình chị có thích ai không? Ví dụ như anh Quyền Linh, anh Bình Minh hay cái gì chẳng hạn. Nó sẽ có những cái người, mọi người sẽ có những mẫu khác nhau. Thì ví dụ như cái mẫu người của chị nó như vậy, thì ví dụ như em cũng tìm cái người đó nó cũng xém xém như vậy, nó cũng tính cách như vậy hay như thế nào đó. Chị thích cái gì? Chị thích ai? Cái từ em hình dung qua được. Tại vì em là người mái mối cho chị thì chị phải nói để em hình dung qua được cái người của chị như thế nào ha. Thì chị nghĩ là làm về kỹ thuật, kiểu như về công nghệ thông tin, hoặc là quản lý dự án, hoặc là kiểu kỹ sư, xây dựng một kiến trúc sư gì đó. Rồi ok chị liên quan về kỹ thuật. Rồi về độ tuổi như thế nào, nhỏ hơn tuổi hơn chị thì được không, như thế nào? Được anh. Ý chị bổ sung thêm là tất nhiên ngoài công nghệ thông tin, quản lý dự án, cái ngành nghề về kinh tế như là ngân hàng, các công ty tài chính hoặc các thứ thì cũng được nha. Rồi công ty nước ngoài gì đó, công ty đa quốc gia. Chị nghĩ là từ kém chị 5 tuổi cũng được. Tại vì chị thấy thực ra bây giờ cũng nhiều bạn kém chị 5 tuổi, nhưng các bạn này nói chuyện cũng rất là trưởng thành. Đấy là những người của bạn chị ạ, những cái hội độc thân ấy, bọn chị hay kể với nhau thế. Nên là chẳng hạn như mấy bạn chị thích bây giờ, nhưng mà nhiều bạn kiểu như ra đời sớm ấy, các bạn cũng trưởng thành hơn bọn chị. Còn chị giống như kiểu ngày trước là mình nghĩ là con trai kém tuổi thì rất là con nít, nhưng mà thực ra đến lúc bây giờ nhìn lại thấy là có vẻ như bọn mình phụ nữ dừng lại, còn đàn ông bắt đầu trưởng thành hơn, nói chuyện lanh hơn. Thì chính là kém tại sao ở trong những cái mối quan hệ như chị, ví dụ như
là trong đồng nghiệp hoặc là trong những cái hội đó không, mình không tạo cho mình một cái mối quan hệ mà đến dưới chương trình. Tại vì các anh chị cũng có giao lưu hơi bị nhiều đó. Không, đấy là kiểu như hội độc thân là toàn cái thôi. Và cái môi trường đi làm cũng toàn nữ thôi, còn con trai thì không có biết rồi. Nếu không thì đây. Tại ví dụ như là trẻ tuổi hơn, 5 tuổi hơn chị trở lên. Tại vì tuổi của chị năm nay 84 thì cũng lớn rồi. Đúng rồi. Nếu như mà em ghét với những cái anh mà đã ly dị thì được hay không ạ? Cũng được, nếu như chị nghĩ là nếu mà làm bạn, phù hợp thì làm bạn trước. Bây giờ chị phải xác định là tụi em ghép đôi cho chị là để cho chị tìm hiểu và chị quen á. Thì ok, về làm bạn trước là cái đó là tùy mọi người. Nhưng mà chị cũng phải xác định được là chị sẽ tiến đến hôn nhân cái gì đó. Chứ không phải là tới đây là tụi em chỉ làm bạn thôi. Đó, thì chị nghĩ là lên sân khấu là chị, ví dụ như mà chị bấm nút chọn nhau là người ta sẽ hôn chị luôn đó. Thì chị có đồng ý vào những cái này không? Ý chị là nếu như mà người ta chưa có vợ thì là tốt nhất. Ý chị là như thế. Nhưng mà em đã nói ok, cái đó là tốt nhất. Option khác ví dụ như người ta ly dị, người ta ly dị mà con người ta là mẹ người ta nuôi thì ok không? Tại vì chị cũng biết rồi, cái lứa tuổi của chị, ví dụ chị sinh năm 84 thì những cái bạn nha, em nói thật, có thể là những cái bạn nam trẻ hơn chị thì nhiều bạn sẽ đòi hỏi là con đấy, gái hơn, là thấp tuổi hơn chứ không phải là đẹp hơn. Đó là em chia sẻ thật sự. Dạ. Ok, thì đó, chị nói là tất nhiên nếu mà đã ly dị rồi nhưng mà đừng có đổ lỗi cho vợ thì được. Chứ không đổ lỗi cho vợ. Nhưng mà rồi, đang nuôi con được luôn không? Chị chăm được không? Chị nghĩ chắc khó. Nói chung là không nuôi con còn tốt hơn ha. Rồi, ok chị. Mình còn cái gì nữa không? Hình mẫu gì của mình nữa không? Còn cái gì để yêu cầu chương trình không? Nếu như người đó có một chút hôn hút thì tốt. Tốt, đúng không? Chứ cuộc sống cần một chút hài hước. Ok chị. Rồi, thì buổi casting hôm nay thì đơn giản sẽ là những cái tụi em sẽ ghi lại những cái thông tin này của chị thôi. Thì có gì nữa thì ban tổ chức, nếu như mà chị được vào phòng. Rồi, hello em ha, nghe rõ không em? Dạ em nghe rõ ạ. Mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình, họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán của mình. Mình chủ động mình chia sẻ về bản thân ha, những điểm mạnh, điểm yếu mình đang có là gì ha. Dạ dạ. Rồi chị mời em. Dạ dạ chị ơi, chị nghe nhắc lại câu hỏi giúp em với bên em tín hiệu đó, em chưa nghe rõ ạ. Tự giới thiệu về bản thân mình, họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán của mình ha em. Dạ, em tên là Huỳnh Hoàng Mai Nhi ạ. Năm nay em 25 tuổi ạ. Em đang là giáo viên ạ. Em ở Bình Dương ạ. Đang ở Bình Dương luôn hả Nhi? Dạ. Rồi em giáo viên dạy lớp mấy? Dạ em đang dạy cấp 3 ạ. Huỳnh Hoàng Mai Nhi 25 tuổi là sinh năm? Dạ 98 ạ. Em dạy môn gì? Dạ em dạy ngữ văn. Trường nào em? Dạ, trung học phổ thông Tân Bình ạ. Rồi, quê em ở Bình Dương luôn hay sao em? Dạ, đúng rồi, quê em ở Bình Dương luôn ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Mai Nhi là gì ha? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em nấu ăn ạ. Dạ, còn điểm yếu là em cũng hơi vụng về trong một số việc. Ví dụ? Dạ, chẳng hạn như là trong những cái công việc như là may vá đồ ấy chị. Có hậu đậu gì không? Dạ, lâu lâu thì trong công việc cũng hơi hậu đậu chút xíu ạ. Hỏi trong công việc hậu đậu là hậu đậu làm sao? Dạ, chẳng hạn như là về cái việc như là giấy tờ này nọ các kiểu ấy chị. Về mặt giấy tờ là không được chỉnh chu, thế là có làm giáo viên chủ nhiệm không? Dạ có ạ. Giáo viên chủ nhiệm thì bây giờ ở cấp 3 phải làm gì, có phải thu tiền học sinh không hay là chỉ là quản lớp thôi? Dạ quản lớp rồi các công tác liên quan đến học sinh nữa.
Và em đi dạy được mấy năm rồi nhỉ? Dạ, năm nay năm thứ ba rồi chị. Rồi, tình trường của em thì sao nè? Dạ, dạ trước giờ em chưa có quen ai hết chị ơi. Chưa quen ai là do tập trung học hay là do chưa thích ai hay là như thế nào? Dạ, dạ do tập trung học với tập trung làm ạ. Em đi làm thì có giờ thì về thôi, trong trường không có thầy nào hả hay là không thích thầy giáo? Dạ, dạ thích nhưng mà trong trường em là đa phần là các thầy đều có gia đình hết rồi chị. À, đa số các thầy có gia đình hết rồi, nhưng mà nói chung là mình cũng không có phải là không thích thầy cùng nghề với mình đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Ừ. Rồi, vậy thì bây giờ em mong muốn tìm kiếm mẫu người yêu như thế nào? À dạ, em muốn tìm kiếm mẫu người yêu là lớn hơn em khoảng 2-3 tuổi ạ. Ừ. Rồi, công việc của bạn trai thì sao? Dạ, trong ngành công an hoặc là trong ngành quân đội hoặc là... Ừ. Dạ. Gì nữa không? Ngoại dạ hình không thì sao? Dạ, dạ sao chị? Ngoại hình thì sao? Dạ, ngoại hình là ưa nhìn là cao khoảng 1m65 mà. Em là cao mét bao nhiêu? Dạ em cao 1m55 ạ. Ờ, em thích công an hoặc bộ đội, đây là hai nghề em thích, nhưng mà nếu không được hai nghề này thì sao ha? Dạ người nào dạ cũng được hết là chị. Tức là công việc em có không thích công việc nào không? Ờ, dạ không ạ. Ừ, nói chung là nghề nào cũng thích đúng không? Dạ dạ. Ừ rồi. À, về quê quán của bạn trai, về dạ. Tính cách của bạn trai thì thích như thế nào? Dạ, là người miền Nam ở Sài Gòn ạ. Người miền Nam ở Sài Gòn. Dạ. Ừ. Ờ, các tỉnh khác mà đến Sài Gòn, Bình Dương lập nghiệp được không? Dạ không, em dạ em thích người miền Nam á chị. Tức là bắt buộc phải người miền Nam. Từ dạ, tỉnh dạ. Nào đổ vào? À, dạ, ở ở Bình Phước, Bình Dương hoặc là Đồng Nai thôi chị. Ừ. Bình Phước, Bình Dương hoặc Đồng Nai đúng không? Dạ không. Bình Phước, Bình Dương hoặc thành phố Hồ Chí Minh thôi chị. Dạ. Ừ, ok. Bình Phước, Bình Dương hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi. Bình Phước. Có điểm gì em không thích ở bạn trai không? Tính cách của bạn trai thì em thích một người nói nhiều hài hước hay là như thế nào? À dạ không, nói vừa nhưng mà hài hước. Chứ đừng có nói nhiều chị. Nói vừa phải. Hài hước. Rồi. Ok, à, hôm nay nó dạ. Chỉ là một cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi, cho nên là dạ, có gì dạ. Thì là bên bên chương trình sẽ còn là nội dung nữa nếu như có người phù hợp với mình ha. Dạ, dạ em cảm ơn ừ. Chị. Dạ. Ừ, cảm ơn em. Ừ, ừ chào em. Dạ. Ừ. Dạ. Ok, cảm ơn em. Bye em. Dạ, dạ chào chị. Ừ, ừ.